quán cà phê coffee shop in Vietnam. Oh wow. Ooh, look at the fish. Cool. How come we don't sit lower in the water? Like over there. Sao không ngồi gần nước hơn á? Hai bàn ngồi hai bàn. You gotta sit with your brothers, right? Over there. You gotta climb over, step on it, fine. Yeah.
district. Okay. Just tonight or the rest of the week too? Think you guys want to. Yeah. The more the better. Yes. You can do everything. So, the money is on the left on top, and then the other half is going to go. Do you go out at night on Monday? Monday, I couldn't go out. I don't think we go out on Friday. Hey Robin. Hey Robin. Thằng đó thợ nấu ăn với cả thợ pha chế đồ ăn cùng nhau, bartender, nó làm nhà hàng nhiều chỗ lắm rồi đó, nó làm có nhiều ngày, có nhiều đêm một thiếp là 300 mấy tô đêm, mấy cái đêm mà tiệc đông á, nó làm bây giờ nó đang làm nhà hàng Mexican, làm học đó thì nó mới đúng rồi. Giờ bình thường mỗi ngày khoảng 100 người tiếp. Ủa sao mà thêm làm gì đó vậy? Cái gì tiếp ngày đó hả sợ? Ủa đúng rồi. Xong rồi về chị cũng có giải thích. Sao nãy giờ mới đông tới hả? Nó cho mấy nhỏ ăn luôn, nó rơi tới. Mời đi ăn đi, còn lần đầu tiên. Đông và vợ con. Con lớn nó gặp con lạ con nhắn. Đi chơi chăm hả? Chăm phải không? Chứ không phải thứ bảy hành đi đông nhỏ kìa, đông nhỏ nó kêu cái cuối tuần mới đi, nhưng mà sorry I couldn't pay for the food more. That is ba. 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 What is this? Cho cá ăn. Cái chưa?
chào cả anh, chào cả anh đây con. Mày coi lái xe cho ba giỏi không? Một gia đình trong một chiếc xe Honda. The whole family on one moped, motorcycle. My youngest brother.